Chào mừng các bạn đã đến với kênh 6879 TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Tuyển Nhật Bản chốt đội hình toàn sao, sẵn sàng chinh phục ASEAN CUP 2023. Kênh YouTube 6879 TV xin chào các bạn. Sau trận giao hữu thắng tưng bừng năm, không trước Thái Lan, huấn luyện viên Nhật Bản ông Hajim Moriyasu đã chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ thuộc hàng ngôi sao chuẩn bị chinh phục ASEAN CUP 2023. Trong danh sách 26 cầu thủ đến ASEAN CUP 2023, chỉ có 5 người hiện đang thi đấu ở giải vô địch Nhật Bản, còn lại là các ngôi sao thi đấu ở các câu lạc bộ châu Âu. Đội hình Samurai Xanh có sự góp mặt của 3 ngôi sao nổi bật tại giải ngoại hạng Anh là Takeriro Tomia, Arsenal, Wataru Endo, Liverpool và Kaoru Mitoma, Brighton. Mời các bạn theo dõi danh sách 26 ngôi sao tuyển Nhật Bản tham dự vòng chung kết ASEAN CUP 2023 lần này nhé. Cụ thể danh sách bao gồm Thủ môn Daiya Mekawa, Vipsel Kobe, Taishi Brandon Nojawa, Fan Club Tokyo, Gion Suzuki, Shinkui Dim. Hậu vệ Yuki Sugawa, Ajak Anma, Sogo Tagichuchi, Andrejan, Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach, Koki Machida Union SG, Seiya Maikuma, Cerezo Osaka, Yuta Nakeam, Hdfield Tau, Hiroki Ito, VSB Stuttgart, Takeriro Tomia, Arsenal, Tuisoshi Watanbe, Gen, Tiền Vệ, Hidemsa Morita, Sporting Chính Phú, Wataru Endo, Liverpool, Kauru Mitoma, Brighton và Hover Albion, Takumi Minamino, AS Monaco, Keito Nakamura, Rem, Junia Ito, Rem, Reo Hatet, Celtic, Takafusa Kubo, Rio Sociedad, Kashima Anter. Tiền đạo, Ayase Ueda, Fay Enoch, Mao Hoshoy, Kashiwa Reison, Takuma Asano, FL Bochum, Dai Dần Mededa, Celtic. Đội tuyển Nhật Bản hiện xếp vị trí 17 thế giới trên bảng xếp hạng và đứng đầu châu Á. Huấn luyện viên Hajim Moriyasu không che giấu tham vọng tranh ngôi vô địch tại giải đấu lần này trên đất Qatar. Tuyển Nhật Bản nằm cùng bảng dê với Iraq Việt Nam và Indonesia và sẽ có trận ra quân đầu tiên gặp tuyển Việt Nam vào ngày 14 tháng 1. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like, chia sẻ bình luận để nhận được những video mới nhất, hay nhất trên kênh 6879 TV nhé. Xin cảm ơn.